cùng là múa Đôn Hoàng mà sao cả Cbiz chia làm hai phái đối lập, nửa kia là Triệu Lộ Tư trông như đang múa cầu mưa. Nhìn Nachat, Gabni Khắc Tư mà học hỏi này. Vài năm gần đây, trend Đôn Hoàng rộ lên khiến dàn mỹ nhân hoa ngữ thay phiên nhau tham gia thử thách. Nếu ngày xưa chỉ dừng ở khâu tạo hình thôi, thì bây giờ người ta còn trổ tài múa Đôn Hoàng nữa cơ. Rồi cùng là múa, mà sao cả Cbiz chia làm hai phe mới lạ chứ. Một nửa gây sao xuyến như Nachat Đồng Lệ Á, nửa kia cũng là sao, nhưng là sao lạ quá, ví như Triệu Lộ Tư với động tác hệt như đang nhảy cầu mưa. Phái tiên nữ hạ phàm. Cái tên đầu tiên phải kể đến chính là Đồng Lệ Á, xuất thân là dân múa chuyên nghiệp, từng tham gia đoàn ca múa nên ba cái biểu diễn vũ đạo như thế này chẳng thể nào làm khó Đồng Lệ Á được. Thế nên, người ta chỉ dám múa với lụa cho dễ, Đồng Lệ Á nâng cấp hẳn lên múa với đàn. Và nhờ cảnh múa này mà cô gây bão mạng, chiếm spotlight nhiều ngày đó. Là mỹ nhân đến từ vùng đất Tân Cương, nơi mà cô gái nào cũng hát hay múa đẹp, dĩ nhiên thử thách Đôn Hoàng cũng chẳng thể làm khó cổ lực Nachat được. Không thể so sánh với đàn chị Đồng Lệ Á, nhưng cổ lực Nachat đã có nhan sắc vượt trội để giúp cô được cộng thêm điểm. Nhìn người đẹp phong khởi lũng Tây, ai cũng ngỡ cô mới bay ra từ trong bích họa. Gabni Khắc Tư là cái tên tiếp theo chứng minh được, điệu múa Đôn Hoàng sinh ra là dành cho thiếu nữ vùng Tân Cương. Với màn biểu diễn xuất thần trên sân khấu, cô vụt sáng chỉ trong một đêm, trở thành biểu tượng nhan sắc và vũ đạo mới của dàn mỹ nhân đồng hương đó. Kể từ đó, Gabni Khắc Tư chính thức gia nhập làng phim, góp mặt trong nhiều dự án, dù diễn xuất khá mờ nhạt. Hứa Giai Kỳ dù là nữ thần tượng nhưng vẫn được coi là người theo trường phái thực lực đó. Chỉ với một vũ điệu múa Đôn Hoàng thôi, cô đã khiến khán giả ngỡ ngàng với sự dẻo dai, thức tha nhưng vẫn cực kỳ mạnh mẽ của mình. Bởi thế mà bài múa của Hứa Giai Kỳ cũng được rất nhiều fan cổ phong tán tụng, phong thần đó. Một nữ idol đa tài khác chính là Chu Khiết Quỳnh. Ngoài tài múa xuất sắc, cô còn có tài chơi đàn tì bà vượt trội nữa cơ. Thế nên, các đài truyền hình lớn cũng rất ưu ái cho Chu Khiết Quỳnh, tạo cơ hội để cô trổ tài trong tạo hình thần nữ Đôn Hoàng, và lần thể hiện nào của nữ thần tượng này đều xứng đáng được 10 điểm. Phái nhảy cầu mưa. Nhan sắc của Tôn Di thì miễn bàn rồi, chẳng mấy khi cô khiến khán giả thất vọng với tạo hình cổ trang trên sân khấu. Như lúc cô xuất hiện với hình tượng thần nữ Đôn Hoàng trên show Xin Chào Thứ 6, từ tạo hình đến tạo dáng thì miễn chê. Thế nhưng, màn biểu diễn của cô chỉ quanh quẩn với chiêu tung lụa, tung trái tung phải rồi xoay vòng vòng, đến mức không khí Đôn Hoàng cũng bị cô tạt bay luôn. Trung Sở Hy xuất thân là dân múa chuyên nghiệp, nhờ kỹ năng vũ đạo vững chắc mà lọt vào mắt xanh các đạo diễn lớn để ra mắt màn ảnh rộng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao những màn múa của cô lại chẳng được đánh giá cao. Ví dụ như lần múa Đôn Hoàng trong một sự kiện lớn, thân là nhân vật chính mà cô bị dàn múa phụ họa lấn át, còn loạng choạng khi thực hiện động tác đứng một chân cơ bản nữa cơ. Bảo sao màn thể hiện của cô lại chẳng thể thoát vòng. Triệu Lộ Tư là cái tên tiếp theo thất bại khi trổ tài múa Đôn Hoàng. Ai bảo trước đó đoàn đội của cô tung ảnh tạo hình Đôn Hoàng được photoshop quá đà, đến khi người thật lộ diện thì khán giả đã phải thất vọng vì khác xa cả ngàn thước. Tạo hình không lung linh thì chớ, đến những động tác múa hay cái híp mắt quyến rũ của cô cũng trông ra rẻ quá chừng, không hề ok mà chỉ thấy ố rề.